Được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu châu Âu, lon lọc nước Dropson sở hữu bộ lọc nước duy nhất có màng vi phân. Được cấu tạo từ các vi sợi có nguồn gốc thực vật, hạt vi than hoạt tính và các yếu tố kìm khuẩn tự nhiên. Bảo vệ nước khỏi các hạt hữu cơ vi lượng gây hại cho cơ thể, bên trong lon lọc sử dụng công nghệ lọc 100% có nguồn gốc tự nhiên bằng nguyên liệu sinh học. Vi sợi thực vật và hạt vi than hoạt tính giúp loại bỏ các chất gây ảnh hưởng đến mùi vị của nước tác dụng kìm khuẩn tự nhiên gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn và không làm mốc lõi bên trong lon lọc. bên cạnh đó vỏ lon được làm từ nhựa y tế cũng sẽ hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài. lon lọc nước góp phần tích cực bảo vệ môi trường, chất lượng nước sau lọc đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm châu âu. được SGS đơn vị kiểm định uy tín của thụy sĩ, sở y tế hà nội. bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm lon lọc nước DIAOPSON. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như, lon lọc nước DAOPSON giá bao nhiêu tiền, lon lọc nước DAOPSON mua ở đâu, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích, lon lọc nước DAOPSON giá bao nhiêu tiền. Thời điểm mới tung ra thị trường lon lọc nước DAOPSON có giá lên tới 899.000 đồng, nhưng bạn đừng lo lắng trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 799.000 đồng, so với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái, khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương. Quan tâm đến người mua hàng, sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Lon lọc nước DIAPSON mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm lon lọc nước DIAPSON trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm lon lọc nước DIAOPSON. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng, bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm lon lọc nước DIAOPSON chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của lon lọc nước DIAPSON để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.